Vâng, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay nhà nhà em có bốn cái mẫu chân liền khối, nó đang giảm giá, và một cái thanh năng kính hàng mới về, và một cái mẫu chân chống đời mới nha anh em. Chân này thì nhà em đang lúc trước cũng có cung cấp cho anh em rồi, nhưng mà hôm nay hết hàng, hôm nay hàng về lại, nên nha em đang tải clip để mà báo giá lại cho anh em. Rồi thì clip anh em đang xem đây, thì nó sẽ có bốn mẫu chân liền khối đây, bốn mẫu chân đó, 1, 2, 3, 4. Đấy. Rồi, cái mẫu thứ nhất thì đây. Mẫu thứ nhất. Đấy. Mẫu này thì anh em sử dụng rất nhiều. Đấy. Đó, ra giỏ đen nha anh em. Rồi, thì mẫu này lắp được là cho kính phi 30 và phi 25 nha anh em. Phi 30 thì anh em tháo cái nhựa này ra, còn phi 25 thì anh em gắn cái nhựa này vào. Và nó sẽ có cái lipo cân bằng cho anh em đây, ở phần này. Còn ray này là nó sẽ lắp được hai hai loại, ray 20 và ray 11 nha anh em. Ray 20 thì anh em để nguyên, còn ray 11 thì anh em tháo hai góc này ra, anh em lặp lại là thành ray 11. Đấy. Còn cái chiều cao của nó từ chân tới đây, từ chân mà tới tới kính cái này khoảng tầm, nếu ray 20 tầm khoảng cỡ 30 3 cm. Còn ray 11 thì cũng tầm đó nha anh em. Rồi. Thì bộ này ngày trước nhà em đang bán với anh em là 330, nhưng hiện tại thì đây. Hiện tại bên em đã nhập được một cái nhập số lượng lớn hơn, và nhập được ở chỗ cái uy tín hơn, chỗ nó giá nó rẻ hơn. Đây, bộ này thì bây giờ bên em đang bán cho anh em là 250 bao ship nha anh em, 250.000 bao ship nha. Đấy. Rồi anh em, bộ này là 250.000 bao ship, bắt ray 11 và ray 20 nha anh em. Đấy. Rồi một mã. Rồi mã thứ hai. Đây, bộ này thì nó cũng thông dụng đây, đó rất nhiều anh em dùng. Bộ này anh em lưu ý nha, bộ này nó chỉ bắt được ray 20 nha anh em, chỉ bắt được ray 20. Đấy. Còn ray 11 thì anh em thêm hai cái miếng chuyển về. Đó, bộ này thì nó sẽ cũng lắp được kính phi 30 và phi 25 nha anh em. Và nó sẽ có clivo, nó sẽ có la bàn trên này cho anh em định hướng cho anh em đi rừng đi núi đây. Còn cái phần này là phần livo cân bằng giọt nước. Đấy. Phần này là phần ray, ray cho anh em bắt đèn siêu sáng hay là đèn laser. Nó sẽ có hai cái con ốc hai bên này, anh em có thể tháo ra lắp vào bên này cũng được. Rồi. Thì những cái mã hàng này là ngày trước bên em đã quảng cáo rồi, thì hôm nay giá xuống thì bên em chỉ nói sơ lại thôi. Rồi, bộ chân này thì hiện tại nhà em đang bán cho anh em là 300 bao ship cho anh em, 300 bao ship nha. Anh em chụp ảnh màn hình lại giúp em nha, 300 bao ship. Rồi, để mà nhắn qua Zalo thì báo cái mã nào cho nó tiện. Đấy. 300 bao ship nha. Chân kính ray 20, có la bàn, có giọt nước, 300 bao ship nha. Rồi. Đấy, cái mã này là cũng mã thông dụng luôn. Đây. Thì tất cả những mẫu chân kính này bên em đang quảng cáo cho anh em thì đều là những cái chân kính thông dụng nhất, anh em dùng nhiều nhất, nên bên em chỉ nhập những cái loại này thôi, tại vì nó lắp được phù hợp cho những cái dòng kính, nhiều dòng kính khác nhau. Đây, mẫu này là mẫu chân thấp nha anh em, chân thấp có la bàn cho anh em đi rừng đi núi đây, và có thêm cái livo cho anh em cân bằng. Đấy. Rồi mẫu này là chân ray 11 nha anh em, chân ray 11. Đấy, chân ray 11 có hai con chỉ ở dưới để mình chỉ vào khung đây, và nó còn có thêm một cái ray ray ray, ray lẻ, ray riêng đi, ray rời để cho anh em lắp bên này hoặc lắp bên này, lắp đèn siêu sáng đấy. Rồi thì bộ này thì ngày trước bên em bán là 350, nhưng hiện tại bây giờ bên em đang bán cho anh em với cái giá là 300 bao ship nha này, 300 bao ship nha. Đấy, 300 bao ship. Thì cái chiều cao của nó ray đây, chiều tầm 10, 14 15 đây, 3 phi 30 tầm 14 15. Còn phi 25 thì nó cao hơn một tí. Có khoảng cách tại giữa thì đây, anh em đo luôn cho anh em luôn, đo lại cho anh em dễ, cái mấy cái dòng kính mini nó hay bị đây, 10 10 khoảng 62 6,2 cm cho anh em, 6,2 cm. Thì hình đa số là kích cỡ của những cái dòng kính này đều là toàn là 6,2 cm nha, 6,5. Con này thì cũng tầm tầm 6,2. Mấy con này tầm 6,5, còn con này là tầm 6,2 nha anh em, 6,2 khoảng cách ở giữa này. Đấy. Rồi qua mã thứ ba. Ơi, mã này là mã chân liền khối là cao, loại cao. Đây dành cho những anh em nào chơi mấy cái khung hạ ngắm đây. Cái mẫu này thì nó sẽ bắt được ray 11 và ray 20 nha anh em. Đó, ray 11, đây anh em lặp lại như vậy là ray 1, còn anh em lắp lại như vậy là ray 20. Đó, cái này mẫu này thì mẫu mẫu, mẫu thông dụng, nó dùng được cho ray 11 và ray 20 nha anh em. Rồi, con này thì giá cũng như vậy, 250 bao ship cho anh em, 250.000 bao ship. Đấy, có livo ở giữa, ở dưới. Và ở đây nó có đường ray để cho anh em lắp đèn, lắp laser. Rồi, 3 mẫu, 4 mẫu. Rồi, đây là cái thanh năng kính, thân mẫu mới nha anh em.
Đấy. Phần ở đây là ray 20, đường ray 20. Còn phần nằm dưới là ray 11 cho anh em, dưới là ray 11. Đấy, ray 11. Bên này nó sẽ có hai con ốc, bốn ốc. Đây. Rồi. Chiều dài tối đa của nó tầm cái thước này là tầm 15, tầm 10 18 cm cho anh em, tầm khoảng 18 đây. Cái thước này là 15 đây, 15 15. Tầm cỡ 17 cm nha, loại này là tầm 17 cm. Đấy. Con này là giá hiện tại nhà em đang 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 bán cho anh em là 230 bao ship cho anh em, 230.000 bao ship nha. Bởi vì con này nó mới về nên em bên đây cũng chưa chưa có nhập được giá ưu đãi đó, nên con này là 230 bao ship nha anh em. Đấy. Rồi, đến con này. Con này là chân trống nha anh em. Đây, chân trống, chân trống. Đấy. Cái này nhiều anh em chưa biết dùng nên cũng không biết mở như thế nào cho nó hợp lý à, để mình kéo chân trống ra như thế nào thì anh em dùng anh em kéo ra vậy đó, kéo ra đấy, xoay đấy, anh em lôi xoay đấy. Đấy. Rồi anh bấm này, cái này nó không có tự nhảy như này, anh bấm nó tự nhảy xuống nha đó. Rồi hết cửa chừng này, hết cửa chừng này, chừng này tầm khoảng để em đo nè, tính luôn cái phần chân kính luôn 15 15 với cái này 10 nữa tầm 25 nha này, 25 cm đây, chiều dài tối đa là 25 cm. Rồi con này bắt ra 20 nha này, bắt ra 20, bắt ra 20 đây. Đấy, bắt ra 20, bắt ra 20. Đấy, còn anh em nào mà dùng ray 11 thì anh em có thể mua thêm cái chân này, chân chuyển này đó, nhà em cũng có bán cái chân chuyển về ray 11 cho anh em nha. Rồi con này là 350 bao ship nha anh em, 350.000 bao ship nha. Đấy, và con này là 350.000 bao ship ray 20. Đấy. Rồi clip đến đây là xin clip đến đây là hết đó, em đã báo giá những cái sản phẩm mà bên em đang bán cho anh em rồi, thì có những sản phẩm nào mà đó, anh em có thể đàm phán giá, phán giá, nhưng mà giá hiện tại là bên em đưa ra là giá là ưu đãi nhất rồi nha anh em. Đấy. Anh em liên hệ qua em qua hai số này đó. Rồi hàng bên em lúc nào cũng là hàng đồng kiểm, nên anh em yên tâm về cái sản phẩm mà bên em bán đi cho anh em nha. Rồi xin chào anh em nha, hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Rồi chúc các em mua bán vui vẻ nha.